Vâng, xin chào tất cả em, lại là mình đây là Vương Tử. Và ngày hôm nay thì mình lại đem đến một chủ đề mà rất là hot. Trong mấy ngày hôm nay thì chúng ta luôn nhắc đến chủ đề về hot girl tài chính, về vấn đề tài chính, đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ, thứ nhất đầu tiên là mình sẽ phân tích cũng như là xem, đọc những cái bài báo và tại sao lại sự việc về tài chính, hot girl tài chính, ngày những bạn làm tài chính thì lại rất nổi trong thời gian vừa qua. Cái thứ hai là mình sẽ hướng dẫn các bạn là muốn trở thành một người làm chuyên gia về tài chính, giám đốc về tài chính, doanh nhân tài chính thì xem như nào. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa một bức ảnh làm sao để đúng là theo cái phong cách là đại gia tài chính này, là hot girl tài chính này, rồi là doanh nhân tài chính, rồi là giám đốc tài chính này. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ điểm qua là cái thông tin là về cái sự kiện nổi tiếng mà sự kiện được mọi người nhắc đến trong thời gian vừa qua. Đây chính là một cái bài báo của bên Cà Phê Beat, đúng không? Còn với tiêu đề là lột trần hệ sinh thái hot girl tài chính 4.0, ngày nay khoe ngực tràn màn hình giao dịch, ve chuyện làm giàu truyền cảm hứng và còn chiêu trò gì nữa. Đó, thì đây là những cái ảnh mà họ đã làm mờ đi cái gương mặt của những cái người up ảnh lên. Thì đây là một cái bài, một cái ảnh ghi là cái hot girl tài chính này. Đời sống kênh 14 này, thời ba sàn đóng cửa, các hot girl quẩy trên sàn tài chính này, thi nhau khoe body nóng trên màn hình giao dịch này. Đó, và đây là cái hình ảnh mà các bạn này, được biết là các bạn này mượn một cái chiếc xe, đúng không? Có ảnh là hàng nghìn, hàng rất đông, các đông người chờ để chụp ảnh với một chiếc xe để khoe lên trên Facebook này. Đó, thì đây là một cái bài, đây có rất nhiều hình ảnh về hot girl tài chính này. Đấy, muốn đội được vương miện phải chịu sức mạnh của nó này. Đó, có rất nhiều câu nói rất hay, chuyên gia tài chính này. Đó. Đấy, có rất nhiều. Và các bài báo này họ đã làm bức ảnh đi. Đó, và sao? Những bức ảnh rất là nóng bỏng, đúng không? Sau khi này, tôi nghe đây có những cái thông tin này, phía sau những hot girl tài chính này còn gì nữa này. Đó, thì các bạn để lên những cái trang hay là có bật thầy Sơn content truyền cảm hứng làm giàu tài chính 4.0 này. Đó, nói chung là đấy, rất nhiều. Thì mình có thằng em, mình thì cũng làm, cũng dạy, rồi cũng làm những cái ảnh rất là vui này. Đó, có anh Lê Anh này, đú chen luôn này, đú rách để đầu tư tài chính 4.0 này. Đó, Sơn Nam là chuyên gia fan nến này, chuyên gia fan nến. Và đây có những cái ảnh mà của các bạn khác này, thì xin hết tay, còn không thì ngậm miệng lại CEO admin, chuyên gia hải tiền nến này, bảo thời nến này, rất là hay, đúng không? Rất là hay, đang hot, rất là chuyên gia thợ đục, chuyên gia đào tạo chết. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn để làm mình ảnh chất đẹp chất chất luôn, đúng không? Thì mình sẽ làm một cái ảnh của mình nhé, theo phong cách của mình này. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ lấy cái background. Đầu tiên background tài chính thì mình sẽ chọn, có thể là mình sẽ chọn một cái background như này đi cho nó nổi bật, đúng không? Đây năm xỉu, năm châu thì cổ phiếu chứng khoán tăng lên vùn vụt, thì mình sẽ làm theo kiểu phong cách này này. Ok, mình sẽ lấy một cái bài như này. Đầu tiên là cái đầu tiên là mình sẽ chọn phông nền nhá. Phông nền thì mình đã có sẵn ở đây rồi. Đây chính là cái phông nền mình sẽ chọn để làm một cái bức ảnh nó kiểu dạng dạng như kiểu này, để coi như mình hướng dẫn các bạn, nếu các bạn muốn làm theo trend, đúng không? Theo bắt trend, đúng không? Phong cách gọi là doanh nhân tài chính, đúng không? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm thế nào để làm bức ảnh hoàn thiện, muốn bức ảnh nó đẹp, đập vào mắt người xem rất là nổi bật. Đó, để biết ngay các bạn là đúng là kiểu chuyên gia rồi, giám đốc tài chính luôn. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ tắt cái nền của mình với một chiếc ô tô đứng đằng sau. Đó, để bây giờ mình sẽ dùng Toba Remast, một cái phần mềm mình hay sử dụng để tắt nền và tất cả mọi thứ. Mà các bạn có thể dùng, có rất nhiều phần mềm khác để các bạn có thể sử dụng để tắt nền, đúng không? Kể ở trong công cụ của Photoshop thôi, còn cái phần mềm này là mình cài bên ngoài ứng dụng Photoshop và mình cài để vào để tích lại trong một phần mềm ngoài, để tích lại vào trong Photoshop để mình có thể gọi dễ dàng làm việc hơn. Ok, mình đang ghi âm lại rồi, mình đang quay lại rồi. Đó,
làm cái xe này, mình tách luôn cả cái xe. Bình thường thì mình tách ảnh thì mình chỉ tách chủ yếu là tách mỗi người không thôi, nhưng hôm nay mình sẽ tách luôn cả vật thể là cái xe để làm bức ảnh nó phải gọi là pro, đẳng cấp cao. Fan gọi là fan nến đúng không? Đó, chuyên gia fan nến. Đó, điều đầu tiên là mình đã tách xong nền rồi đúng không? Vẫn bị hở này. Chỗ này vẫn bị hở nên là chưa tách được này, mình phải bôi vào đây. Đây phải chọn cái này. Đó, xong rồi bắt đầu lại. Thế được rồi đúng không? Đấy, nó phải tách nền được này, xong đấy thì mình computer mask. Đó thì tất nhiên những cái vùng sáng này là trên cái vùng mình tách rồi này. Đó, mình sẽ dùng keep để mình giữ lại những cái vùng mà mình để lại này. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái phần mềm này để mình xóa thêm những cái phần thừa mà do cái phần mềm này nó dùng công nghệ AI để nó nhận dạng à cái gì cần tách, cái gì không cần tách, nên sẽ có nhiều cái nó gọi chưa được chuẩn, thì mình bắt buộc mình sẽ phải dùng cái phần mềm mình sẽ dùng tay để mình bôi lại những cái phần cần tách và những cái phần mà chưa không cần phải tách đúng không, mình sẽ dùng để chỉnh lại một chút. Đó, chuyên gia tài chính 4.0 CEO. Đó. Thì nói chung là phần đầu xe này với phần đuôi xe thì chúng thấy cũng tạo ổn. Bây giờ đến quan trọng nhất là nhân vật chính là mình thì mình cần phải tách làm sao cho đẹp nhất. Đó, các bạn thấy dùng Tobarimat này nó sẽ rất là nhanh mà cái độ chuẩn xác nó sẽ rất là cao mà sẽ không mất nhiều thời gian như những cái phần ứng dụng phần mềm khác. Chỉ cần nếu cái gì mà nó bị thừa quá thì bạn để xóa đi, hoặc những cái gì mà vừa rồi thì các bạn có thể chỉnh một tí để cho nó hoàn thiện hơn. Rất đơn giản đấy, mình sẽ ấn OK. Và chúng ta đã tách được cái phông có hình mình cả chiếc xe ô tô rồi. Bây giờ mình sẽ gắn vào cái tài chính. Đó. Ở ô tô ấy mày ơi. Phải fan nến thì nó phải yêu ô tô ấy, đúng không? Mazda CX-3. Mình phải làm theo cái phong cách của mình chứ không cần phải gọi là giống ôm nào cả. Đó, bây giờ mình sẽ tách những cái vùng bị thừa đây xung quanh đây nhá. Con dùng Photoshop để tách. Đây, cái này thì mình sẽ dùng cái bộ phần khoanh vùng này để mình xóa những cái vùng thừa. Đấy là xong. Thế thôi. Bạn chỉ cần và các bạn sẽ xem những cái gì mà cảm thấy nó đang hơi bị thừa quá thì bạn phải dùng công cụ Earth này là công cụ cục tẩy để xóa đó. Thì các bạn sẽ xóa đi. Cái này thì mình sẽ dùng cái này để mình khoanh lại đi. Nó cầm để một cái ảnh thì các bạn cần phải chỉnh càng kỹ càng tốt. Cái phần bị thừa ấy, các bạn cần xóa đi càng nhiều càng tốt để làm sao để cho bức ảnh nó nhìn như thật. Và sau đó mình sẽ chỉnh lại cái xe tí này cho bánh xe nhìn nó tròn hơn này, không các bạn là bánh xe gì mà nhìn ảo quá méo mó đúng không? Hình ảnh nó càng phải đẹp càng phải chuyên nghiệp càng chuẩn chỉnh. Làm một Mazda CX-3 được đấy. Bạn ra phải chơi mẹ Mazda CX-50 và Mazda CX-8 hoặc là Cerato chất đúng không? Nhìn nó kiểu chưa đủ cái độ, cảm thấy nó chưa đủ cái độ chất chơi con người rơi lắm, còn có quá là bình thường.
Đó. Càng chuẩn chỉnh càng tốt nhá. Các bạn nhớ làm cái này các bạn đừng có nóng vội. Các bạn làm càng kỹ, bức ảnh nó càng nổi bật, càng đẹp. Con tim hay là yêu ý chí chẳng có chẳng có nếu em muốn dù chỉ em xa xôi như chẳng. Đây như cái này các bạn có thể tô lại này, dù những cái gì mà bạn xóa đi mà bạn cảm thấy là vẫn còn thiếu này, nó vẫn còn chưa khớp và cái độ mà gọi là độ liền mạch của bức ảnh ấy, thì bạn phải dùng cái này để bạn xóa bớt đi. Đó, chúng ta sẽ dùng thêm cả Light Quiffy để chúng ta sẽ nhắn bóp lại những cái phần bị thừa quá này. Đó, chúng ta nhắn vào, chúng ta phải phóng to lên để bo cho nó cho chuẩn, bo càng tròn càng vào khung ấy thì nó càng đẹp, bên ảnh nó sẽ càng thật. Đây, chúng ta sẽ dùng thêm cái này để chúng ta bôi. Đó, chúng ta sẽ bôi vào những cái phần bị đấy quá thừa đó, cho chúng ta có thể tẩy đi, dùng tẩy để xóa những cái thừa này đi. Đấy, là xong cái chiếc xe ô tô. Bây giờ tiếp theo, đây tôi qua lại bức ảnh này. Đây thì đầu tiên là khi một bức ảnh chúng ta làm xong rồi thì chúng ta có thể thêm ở đây là có thể tạo thêm những cái lượng sóng này luôn cho nó đẹp hơn, đúng không? Okay, đây có phượng hoan hùng thợ đục này. Bây giờ là cũng xong rồi, cũng có background ok, tài chính này. Bây giờ phải thêm những cái viền này, gọi là có thêm một chút viền nhá cho chất nhá. Thì bây giờ tôi sẽ vào phần mềm lớp pic này, hoặc là PNG này. Thì tôi thấy này, gọi là mình sẽ gọi viền lượng sóng để mình tải về. Tài chính sóng nền nó phải chơi kiểu bắn kiểu như này mới đẳng cấp nhỉ, không xem thêm. Đây kiểu AI. Mình sẽ phải tìm những cái tài nguyên gọi là đẹp nhất nhá. Cái này thì mình sẽ tìm không lựa sóng này. Mình sẽ tìm những cái tài nguyên gọi là đẹp nhất để mình chỉnh sửa, bổ sung thêm cho bức ảnh của mình nó phải càng đẹp hơn. Chúng ta sẽ vào phần hình ảnh này, hôm nay sắm thêm chiếc PNG vào nhé. Nó có rất nhiều khung để các bạn để chọn lượng sóng các kiểu. Có những cái nhìn nó ảo lắm. Chơi cái này cũng kinh phết nhỉ. Cái máu lửa ấy, mình em thấy cái độ máu lửa của cái này đấy, nó phải đi xe, nó phải có tìm máu lửa, nó phải tràn đây này. Đói. Cái này thì mình sẽ để gọi là screen thôi, xong là phóng to lên. Rồi, mẹ tài chính nó phải rút lửa như này nhé. Đấy, tài chính nó phải rút lửa.
phải mẹ mà sập lửa thế này thì nó mới gọi chất được. Ok, thì bây giờ cái ô tô thì sau này mình sẽ xóa cái ô tô này đi nhỉ. Mình sẽ xóa cái ô tô này đi này. Ok nhá, sau khi mình đã chỉnh sửa xong này, đó, thêm những cái hiệu ứng một số ánh sáng các kiểu này, bây giờ mình sẽ thêm chữ này. Thêm chữ đây là hỗ trợ 11 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm câu luôn, hỗ trợ 11 luôn. Hỗ trợ 11. Hỗ trợ 11. Câu này nghe có vẻ quê nhỉ. Hoặc câu gì nghe chất chất một chất 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 bảo bảo thời nhiên. Hỗ trợ 11 này. Mẹ, chuyện hỗ trợ 11 này. Hỗ trợ 11 để đây này. Để thêm cái style chữ nhá, style chữ có rất nhiều style đẹp, mình sẽ để thử, mình sẽ thử. Ôi giời. Cho thật không. Nó phải chơi kiểu chất chất này, chữ nó phải chơi kiểu này này đấy. Kiểu này hỗ trợ 11 luôn này. Đó là mẹ câu hỗ trợ 11 xong nó bây giờ thêm mấy cái cho mẹ thêm mấy cái hiệu ứng này. Bây giờ mình sẽ chỉ lấy cái này thôi. Cái này thì bạn có thể download trên mạng thoải mái á, download trên mạng để các bạn thể lấy tài nguyên trên mạng về để các bạn chỉ dùng để cắt ghép các bạn dán vào clip thôi chứ không cần phải gọi hỗ trợ 11. Ok. Anh mất ta tròn nhau. Chỉ đưa mỗi cái này mà hỗ trợ 11. Đủ rất nhỉ. Hỗ trợ một phát triển hệ thống, hỗ trợ đào tạo thành chuyên gia, hỗ trợ free xây dựng hình thương hiệu cá nhân này, chuyên gia tư vấn tài chính 5.0 này, vãi đấy là 5.0 phí cấp từ chuyên gia độc lập, cố vấn đen ít thì cơ hội, những cơ hội giá tầm 100 lần tài sản, đen ít đề phi. Bảo thôi nhé nữa. Thì tên như kiểu em mình thì đang làm cái gọi là CEO Nam Đoàn chuyên gia fan nhé này. Mẹ CEO cầm cái dép với đá nhỉ. Chất chơi con người rơi luôn. Hỗ trợ phát triển hệ thống này. Hỗ trợ đào tạo chuyên gia. Đó thì cái clip này của mình hiện nay là cũng khá là dài rồi. Thì bây giờ mình chỉ đơn giản mình sẽ thêm chữ vào thôi. Thì nói chung là cái clip này hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn đến đây thôi nhá. Còn về các mục tiếp theo này, thêm chữ rồi các kiểu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong những clip tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn là một ngày cuối tuần vui vẻ, cũng như là có thể là tạo ra được nhiều cái hứng thú, tạo ra nhiều sản phẩm thú vị hơn đúng không? Có nhiều kiến thức hiểu biết hơn. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye, see you again. Cuối cùng, mình mong tất cả mọi người hãy cho mình một like, một subscribe, một share clip này để clip này có thể phát triển hơn nữa và mình có thể tạo ra nhiều sản phẩm hay hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người.